gì đấy? Bây giờ thì ngắm nào? Bây giờ hai mẹ con mẹ đi ra xem có chỗ nào ở thì ở thôi, không có chỗ nào ở cả. Hai con chủ chị à? Đây hôm qua tôi vừa nhận ở dưới kia, không thấy mẹ đâu cả. Thấy mỗi cái này thôi, không có giấy, chả có sữa, không có gì đâu. À, chúng tôi sẽ xem cách giải quyết nhé. Vâng. Tìm mẹ, mẹ khóc quá em bé nói. À, chúng tôi sẽ tiến hành việc làm việc. Vâng nhé. 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 Vâng
lại có người xấu đến đánh chúng tôi không có chỗ ở đâu. Bây giờ con mang cậu ở đến đây nhờ công an tìm mẹ nhé. Nhờ công an nhé. Thế bây giờ định đi đâu? Bây giờ chúng tôi... Thế bây giờ định làm nào? Bây giờ hai mẹ con lại đi ra xem có chỗ nào ở thì ở thôi, không có chỗ nào ở cả. Hai con của chị à? Vâng, con trai của tôi. Đây hôm qua tôi vừa nhặt ở dưới cái kia, không thấy mẹ ở đâu cả. Thấy mỗi cái này thôi, không có giấy cũng chẳng có sữa, không có gì đâu. Chúng tôi sẽ xem xét và giải quyết nhé. Vâng, tìm mẹ cho em bé khóc quá, em bé đói. À, chúng tôi sẽ tiếp nhận vụ việc này để xem xét và giải quyết. Chúng tôi cũng cố gắng thôi, không biết làm nào đâu. Vâng. Này, có hẳn một cái xoáng ở đây rồi. Chúng tôi, thôi hai mẹ con chúng tôi đi nhé. Con chào công an đi. Con chào công an. Bye bye. Bye bye con nhá. Con cảm ơn. Hai mẹ con đi cẩn thận nhá. Vâng. Thank you.
Nàng có đâu đấy? Oh!